Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với cả con game đó chính là Sunwin nha các bạn nha. Thì lần đầu tiên mình lên đây chơi với cả anh em và mọi người trên con game Sunwin này. Quên để bảo lần đầu tiên. Lần đầu tiên mình lên để chia sẻ cho anh em và mọi người cái công thức bắt cầu của con game Sunwin này nha anh em nhé. Ok các bạn, thì cũng có rất nhiều các cái mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay đây thì mình sẽ chia sẻ cho anh em và mọi người kỹ hơn một xíu về cái cách chơi và bắt cầu ở con game này. Ok. Thì đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ chúng ta sẽ vào đây để xem nó như thế nào đã nha anh em nha. Đây. Một cái cầu đang thiên về một đứng một nhảy của xỉu các bạn. Ở đây là có một cái đứng, một cái nhảy, một cái đứng, một cái nhảy, một cái đứng. Xong có thể là sẽ là một cái nhảy nó sang tài chăng? Không. Như vậy thì nó đang ở một cái cầu đó chính là 21 anh em. 21 trắng nhé. 21 trắng. Ok, tay này thì mình sẽ đi tài luôn anh em. Ô, ăn cướp rồi. Địt còn mẹ mày. Lặn con một. Anh em thấy ảo nhờ. Khi mà mình lặn cái con một ấy. Khi mà mình lặn cái con một thì mình đã thấy được rằng nó kiểu kiểu dạng như là chết rồi. Thế xong rồi nó lại cho mình một cái cơ hội để sống khi mà mình lại lặn ra được cái con 6 anh em. Thì tỷ lệ của nó lúc đấy lại là 50-50 rồi. Thế xong là nó lại nhồi cho mình một con 3. Không thể chấp nhận nổi. Nó lại nhồi cho mình con 3 vào mặt. Bảy à. Các bạn thấy đi con mẹ nó bệt, con mẹ nó xỉu luôn. Thế thì chả có lý do gì mà chúng ta không theo xỉu tay này cả các bạn. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đó chính là hai đen. Một trắng, hai đen đây rồi. Thì sang xỉu tiếp là điều dễ hiểu. Mình sẽ đánh gấp luôn nhé. Gấp luôn. Gấp luôn nhé. Tí nữa 9 giờ hơn thì mình sẽ live ở bên YouTube chơi với cả anh em và mọi người nha. Tôi sẽ lăng chịu khó live YouTube chơi với cả anh em và mọi người. Sương rơi nhẹ ướt. Không xỉu thì bịp à? Địt còn mày à mày. Này thì cách bắt cầu này. Cách bắt cầu của chúng tôi. Hai tay thua cả hai. Tay thứ ba thì sao đây anh em ơi? Tay thứ ba thì sao đây? Nếu mà nó gãy cả ba tay thì cũng phải chịu thôi anh em.
gãy cả ba tay thì chúng ta nói thẳng câu là cũng phải chịu thôi. Nếu mà gãy cả ba tay thì thật sự là nó quá là nhỏ đối với mình. Dịt mẹ mày soi rồi anh ạ. Nó soi tôi rồi các bạn ơi. Biết thế vào đây anh đánh sóc đĩa với người chị em Jessica này thì bây giờ ấm cật rồi. Cảm ơn nhiều anh ta tua, Còn cảm mẹ ơn em anh mày tiên. để nó soi mình rồi. Lẽ ba trắng. Chó Rồi bịp tí anh rồi. đi nơi em lấy không được tiền chịu quá anh. Chó bịp thật Cảm ơn sự luôn nào. các bạn ạ. Khốn nạn Hữu thật. ơi, Hữu à, sao không nổ? Ok thôi thì mình xin phép dừng video thôi. Lay đánh ba tay thua cả ba các bạn ạ. Mình thường sẽ đánh theo kiểu đấy mà nó thua đúng là chấp nhận này. Không còn gì để cãi nữa rồi. Ok mình sẽ dừng video thôi. Link tải game này mình có để ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận cho anh em và mọi người rồi. Các bạn có thể giao lưu với mình bằng cách đó chính là anh em và mọi người có thể tải game ở phần mô tả của video và nhớ là cho mình xin một like vào video và một lượt đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn có thể tải game ở phần mô tả của video cũng như dưới phần bình luận hoặc anh em có thể lên Google để gõ sunwin943.win. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người nha. Bye bye.